cận cảnh sinh hoạt trong khu cách ly. Sáng 6 tháng 3, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố, đang theo dõi 1.044 trường hợp. Sáng 6 tháng 3, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố, đang theo dõi 1.044 trường hợp, trong đó Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 35 trường hợp Bệnh viện 199 Bộ Công an, 26 trường hợp Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên Đồng nghệ. 272 trường hợp Trường Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, 179 trường hợp Trường Quân sự Quân khu 5. 269 trường hợp Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. 262 trường hợp và bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng. Một trường hợp, ngoài việc được cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế chăm lo từ miếng ăn, đồ dùng cá nhân đến giấc ngủ và thăm khám sức thường xuyên mỗi ngày những công dân trở về từ vùng dịch. Được cách ly theo dõi Tại các khu tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn được thỏa thích vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong môi trường an toàn, thoải mái. Phóng viên báo Công an thành phố Đà Nẵng ghi lại một số hình ảnh vui chơi của những công dân trở về từ vùng dịch, được cách ly theo dõi tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Hãy để lại bình luận của bạn. Nó sẽ giúp ích những người xem khác trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại